Các bạn ơi, hiện tại thì đã có 12% các bạn đã đăng ký kênh rồi. Nhưng còn tới 88% còn lại các bạn chỉ xem thôi nhưng quên mất là đăng ký rồi. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký và nút chuông để theo dõi những video mới nhất từ Heavy Free Fire nhé. Và đây sẽ là cái ván thi đấu đầu tiên trong ngày hôm nay của ngày thi đấu thứ 16 map đảo quân sự, và chúng ta đang nhìn thấy một đường bay hơi hẹp. Tính để khó chịu nhỉ. Nó cứ lăn xuống dưới mà không chịu dừng lại. Bây giờ mới có tình huống dừng lại này. Đây là Phú Đại. Phú Đại cầm quả đết rồi và không biết. Ôi, may mắn thay Hào Quang Hộ Mệnh là có trong thời điểm vừa qua rồi. Nhưng cần phải lưu ý rằng là Hào Quang Hộ Mệnh sẽ mất đi rất nhanh thôi khi có những cái luồng đạn xả ra đến từ các thành viên của Hiebi. TN là người đẩy lên rồi. Và liệu rằng TN có điểm vào cuộc rồi. Mang 7 trong tay là dòng bay vượt cúa. Và tình huống vừa rồi là một tình huống ghi điểm đến từ vị trí của người chơi mới của Hiebi. TN, các thành viên tới từ Hiebi, họ đã tới đây rồi. Hiebi ngày hôm nay họ đã ghi rất nhiều điểm là 7 kill chia đều cho các thành viên tới từ mỗi người chơi trong đội tuyển. TN quyết định sẽ là người tanker đẩy lên cùng với cả Kim Tròn. Họ đang cố gắng có thêm những điểm mà cũng. Và tôi đang cảm thấy Hiebi đang tỏa sáng là quá nhiều. Phú Đại ghi rất nhiều điểm dành cho bản thân mình. Kim Tròn vẫn còn sống. TN còn rất thấp máu nhưng không sao cả. TN vẫn rất tự tin. Và đó là một quả nét chấm dứt. Và Hiebi là Buya trong bản thi đấu vừa rồi. Buya, một cảm giác rất robot dành cho đội tuyển của Hiebi. Trở lại với khu vực này thì Hiebi, tôi đã nhìn thấy cái gì khi ba thành viên của Hiebi đang phải ôm bụng nằm đây và Bảnh là người cuối cùng có sống sót. Có vẻ như đó là quả M79 rất chất lượng tới từ vị trí của SOE Draw. Nhưng Stealth Gaming đang lao tới và vô tình giải nguy cho bên phía của Hiebi. Giờ thì Hiebi có thể cứu lại được cả ba người. Stealth Gaming lao tới mất đi vị trí CEO nhưng Tuấn Kỳ đang đẩy lên. Draw đang cực kỳ thấp máu và các thành viên của Hiebi quay ngược trở lại. Họ hồi phục lượng máu này, Draw còn lại một chấm máu mà thôi và có thể được bắn. Nhanh chóng Draw vẫn tiêu diệt được Phú Đại thì vừa rồi, nhưng Draw cũng đã bị hạ. Một tình huống tự bắn vào chính mình và ngay lập tức các thành viên của Hiebi họ vẫn đang giữ đủ cả bốn thành viên. Nhưng Stealth Gaming thì cực kỳ khỏe mạnh, CEO là người duy nhất đang tiếp tục tình huống này, vẫn đang muốn lao lên để chơi tới từ bên phía của Stealth Gaming hay chăng. Hiebi giờ đây họ cần điểm, họ cần thứ hạng mà họ đang có cho mình. Góc bóng là rất đẹp nhưng họ cần phải cẩn trọng, bởi đó sẽ là các thành viên bên phía của Stealth Gaming đang lao tới rất mạnh mẽ. Khi cái sức mạnh mẽ này đang bị cản lại bởi Bảnh, bởi TN. TN bắn tốc đập đầu tiên của tình huống vừa rồi và Stealth Gaming bay màu trong một nốt nhạc. Vì chưa Hiebi đứng ở giữa bò, họ chỉ có một tảng đá mà thôi. Nhưng họ sẽ ép Kingman phải tiến vào trong vòng này khi khoảng thời gian không cho phép. Hy vọng rằng Kingman không đủ đó là lượng sát thương để tiêu diệt ngay vị trí của Hiebi ở trong giai đoạn phía sau của ván thi đấu lần thôi. Neo não vẫn còn sống và đó là cơ hội dành cho bên phía của HP Sport. Nhưng nhanh chóng có một quả M79 đến từ Bảnh. Diego chưa nằm mà chỉ là mấy đi một nửa cái máu của anh ta. Ta đang thấy rằng các thành viên bên phía của Hiebi họ đang có thứ vũ khí cực nguy hiểm. Và nên nhớ rằng đó là quả M79 chính xác của Bảnh. Thêm một người chơi phải nằm. Có mình chặn bóng kèo ra tiếp tục có M79 lượng máu không quá đáng kể. Bảnh đang không có cho mình, đó là những vũ khí cận chiến ngoài kia. Đã Artemis bởi bóng bo này rồi. Kingman chỉ còn lại có 3 mà thôi và đang bị cấu máu liên tục. Bảnh có M79, Bảnh đã qua cũng giải quyết vấn đề. Nhưng tiếp tục khiến cho N203 thực sự thấp máu rồi. Bảnh dính vào M79 lên phía trên. Đằng này con người, Bảnh làm được gì đây? Bảnh quyết định hy sinh luôn bản thân mình những co giáp chống nổ và thành công. Ngoài kia chỉ còn một thành viên của HP Sport mà thôi. Và đây chắc chắn là Buya rồi. Nhào não chỉ bắn nấp một TN. Nhưng cuối cùng thì câu chuyện này, Hiebi giành Buya. Và đó là cảm giác rất chưa mô dành cho Bảnh cũng như đồng đội của mình. TN là MVP và đấu vừa rồi rất tuyệt vời. Và chào mừng quý vị và các bạn đến với ván thi đấu đầu tiên của ngày thứ 18 này, map đảo quân sự. Với một vùng xanh nằm trên thành phố biển mà chúng ta có đường bay từ khu vực doanh trại,
cắt sang khu vực kho quân sự. Ui, những chú lười của chúng ta đã đẩy vào đây rồi. Nào, để xem cuộc chiến của các ông lớn ai mới là người giành chiến thắng đây. 4v4 ở cái khu vực nhà này, cái vòng bò nó đốt cũng khá đau nha. Áo khoa hộ mệnh được bật ra, nhưng dường như Panda đang phải chịu thiệt thòi là quá nhiều khi đứng ở phía bên ngoài vòng bò này. Anh chàng này đang cố gắng. Butter Sky mất đi 2 người rồi, 3 người rồi, chỉ còn đó là Bell. Bell đang rất tự tin để có thể giao tranh ở phần tiếp theo. Anh chàng này cầm cho mình đó là một khẩu M1887 và Vũ Đại cũng đã được cứu. Kim Tròn có được cứu hay không? Ôi rồi ôi, bây giờ sẽ là một cuộc chiến 4v1 này chứ không phải là 2v2 nữa. Buster Sky còn 1, Heavy còn 4, 3 đội tuyển còn lại còn tới 4 người. Và anh em, tất cả thành viên của Buster Sky bốc hơi để trong màn đấu này. Điều đó Heavy đang muốn đẩy vào đây, thế Heavy có thể quay lại đối thủ một cách nhanh chóng. Heavy đang ép vòng bo này, lợi thế vòng bo thuộc về Heavy, những quân công gấp trong trường hợp thuộc với các đội viên bên phía của Box Gaming. Heavy đang muốn đẩy lên, đó là Panda muốn lao vào đây để bắn, nhưng còn hào quang hộ mệnh đến từ bên phía của Box Gaming. Và đây là Bảnh từ bên ngoài, Bảnh cũng bị chặn lại bởi quá nhiều quả bóng keo và vẫn còn đạn M79 tới từ giờ Box X2. Đó là điều quan trọng nhất. Giờ Box X2 đang thấp máu ở tình huống này và Kim Tròn đang muốn đẩy ra, cố gắng tìm góc để bắn. Kim Tròn đang cố gắng để nhìn đối thủ xem ở đâu. Ngoài kia thì các thành viên bên phía của Heavy họ mất kill 1, đã có 5 kill tới từ phía của Heavy rồi, nhưng họ cần cái top 1 này, cần cái Buya này để chắc chắn có được thêm 2 điểm cộng nữa. Vẫn đang bắn như một cái máy tới từ vị trí của Bảnh, nhưng chỉ còn lại có 3 người. Liệu đây của Heavy có thể làm được hay không? Hai quả bóng keo cuối cùng tới từ Bảnh. Bảnh đang muốn đẩy lên phía trước, còn vị trí của Panda và vị trí của Kim Tròn vẫn đang vẫn quần đối thủ. Kim Tròn đang làm tốt khi bắt ra sau đấy bên phía của các thành viên Box Gaming. Bắn nấp được một người rồi, Bảnh nấp được giữa God X2 và đây là 2-1 tới từ Heavy. Làm được hay không nào? Cần phải cố gắng hơn. Và kia là vị trí của Eno, người cuối cùng của Box Gaming mà đang đẩy lên, bắn tốt từ vị trí của Bảnh và đó là cái Buya, một cảm giác rất chomos dành cho Heavy. Vâng, và Buya lần này đã dành cho Heavy. Quay trở lại với Panda cùng với những người đồng đội đang có một pha tông xe đến từ bên phía Phú Đại, không tìm được ai, bốn ngón làm tốt. Phú Đại nhảy ra khỏi xe rồi, 67 máu là hơi thấp, anh ta kịp bật áo quang hộ mạnh lên thì Kim Tròn cũng đang muốn tông vào. 100 máu đang là hơi mạo hiểm nha. Phú Đại nốc rồi, không ngoài dự kiến của tôi, vị trí ở Kim Tròn vẫn đang đâm vào, cần vũ pha giải quay dành cho bên phía Phú Đại nhưng không được. Bốc kem mình top 9, Kim Tròn vẫn đang đẩy vào. Đó là một khẩu M1887 cực kỳ chất lượng, bắn gục một người rồi, bắn gục hai người hay không? 46 máu, 47 máu, quay bom keo tròn, có khả năng có cơ hội để thể hồi kịp phục kịp lượng máu trong tình huống này. Panda bắn cover tầm xa, anh ta đang cầm cross nhưng khả năng thấy được khẩu cross này là quá tuyệt vời đi. Bóc rỡ từng tường băng của bên phía Super Sài Gòn, bảo vệ cho Kim Tròn có thể công lên. Bảnh đứng đằng xa với đó là M82B vẫn bắn xuyên những lớp tường băng kia và tạo ra một thế bị động dành cho bên phía Super Sài Gòn rồi. Panda đang chèn ép vào, đó là Phú Đại đã phải nằm xuống, nhưng đây sẽ là chiến thắng dành cho bên phía của Heavy. Vâng, đảo thiên đường bây giờ sẽ gọi tên ai? Chúng ta nhìn thấy rằng là Heavy còn lại là 3 người, nhưng Panda dường như là đang không còn máu để có thể quấn. Trong khi đó thì Bass là đội tuyển đang cháy nhất bản đồ lúc này và họ đang có một cái nguồn hỏa lực chắc chắn là vô cùng lớn. Bây giờ thì Hoàng Vũ cũng có cho mình là M79, nhưng hãy cẩn thận cái đồi kia khi DJ Esports có góc bắn và bắt đầu xả súng rồi. Bảnh bắn là rất gắt và Panda đã phải nằm. Bảnh bắn từ rất xa với khẩu M79 của mình, và đó là pha xử lý quá tốt đến từ vị trí của Bảnh, đó là pha xử lý đầy kinh nghiệm. Vâng, liệu đó có thể giúp cho Heavy giải mức phóng bớt một chút áp lực hay không, khi mà chúng ta thấy rằng là DJ Esports đang nắm về phía các đội viên của Bass và Bass chỉ còn lại đâu đó là một người mà thôi. Bây giờ DJC phải cứu những đồng đội của mình, lấy tay có làm được điều này hay không? Kim Tròn đang bắn là rất gắt với khẩu M4A1 và bắt đầu có những tình huống đẩy lên các đội viên của Heavy rồi. Heavy bây giờ đang ở rất gần bo và Heavy đã có thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Bảnh một lần nữa làm tốt với khẩu M79 và bây giờ sẽ là cuộc chơi của hai đội tuyển thôi, đó là DJ Esports cùng với cả Heavy. Cơ hội để Heavy có thể giành được top 1 trong ván thi đấu lần này là có. Ôi, Bảnh cấp 39 có hủy diệt. Và đây là Bảnh B, Bảnh lựu đạn mà chúng ta đang biết trong tình huống này. Bảnh vẫn đang tiếp tục đẩy và có thêm sự hỗ trợ đến từ Kim Tròn. M1A1 có nâng cấp phụ kiện triple kill là có dành cho bên phía của Heavy. Bảnh vẫn đang được chơi và lấy đi thêm một nửa cái máu nữa đến từ đối phương. Panda gục rồi nhưng Bảnh vẫn đang bắn. Anh ta có M79 chưa còn vơ được mạng bất kỳ ai cả. Heavy chỉ còn có 2 người mà thôi. DJ Spot đã ở gần sát và 3 đấu 2 trong tình huống này. Bảnh theo rồi và chỉ phụ thuộc vào M79 là cơ. Một lần nữa Bảnh lại bắn gục đối phương và NT2K chính là mục tiêu tiếp theo cùng với cả phía bên này. Đó là một pha cứu đồng rồi, nhưng không đến từ DJ Spot và tôi xong rồi.
Đây là cơ hội, Heavy lấy được số 1 là có trong tình huống này. Phía bên kia chỉ còn có đúng một người, Kim Tròn vẫn còn 7 quả tường băng để anh ta có thể dừng lên, để anh ta có thể tiếp cận, để anh ta có thể hủy diệt hoàn toàn đối phương. Từ 3, đấu 2, bây giờ chuyển thành 2, đấu 1 mà thôi. Heavy đang chờ đợi thời cơ để ngắm bắn rất tốt, bảnh vô bờ phía sau. Kim Tròn nhìn trước, đó là một màn giả thắng công văn nhượng, bật thêm cả hai gao qua bộ mạnh lên. Cửa nào dành cho DJ Spokes và Buya, một cảm giác rất cho mơn dành cho Heavy. Vâng, và đó là một ván đấu quá hay đến từ Heavy. Chúng ta thấy rằng họ mất người khá sớm, chỉ còn lại là 3 người thôi, nhưng mà thực sự Bảnh đã đi vào huyền thoại với những pha xử lý M79 của mình, và đó là những tình huống mà có lẽ là chúng ta xem đi xem lại nó vẫn thực sự là ấn tượng. Vì vậy không có bất kỳ một cái điểm trừ nào trong cái khâu di chuyển của họ cả. Bây giờ mới bắt đầu ăn kill, bây giờ mới bắt đầu tấn công vào những cái đội tuyển khác. Nhưng nên nhớ rằng Step Up Game mình đã vượt qua vô vàn sóng gió, vượt qua cả Box Game mình để có thể tiến vào đây. Họ không dễ ăn. Kim Tròn vẫn đang đẩy, anh ta có M1014 trong tay. Vẫn đang đẩy quá ghê đi, shotgun trong tay của Kim Tròn. Nhưng Phú Đại cầm M79, Phú Đại chưa gục. Và Phú Đại có khả năng khiến cho bộ kèo bay màu. Và đó là Step Up Game mình 3 kill dành cho Heavy rồi. Bên trên kia, Butcher Sky đang chặn đường vào của Heavy. Phải đang làm tất cả mọi thứ để có thể giành lại quyền sống dành cho đồng đội của mình. Nhưng hai người đã nằm rồi. Và đó là những cái vũ khí sát thương gây nổ quá tuyệt vời của Butcher Sky. Vẫn cứu lại được nhưng cực kỳ thấp máu. Phải là người còn sống sót duy nhất. Hãy chờ đợi xem liệu rằng Abab có giải vây dành cho Heavy hay không. Thêm quả M79 nữa nhưng chưa đi đến đâu cả. Kim Tròn chạy ra, Kim Tròn lại chống tay xuống đất. Phú Đại đi lên, Phú Đại muốn tiêu diệt toàn bộ đội hình đối phương với những quả M79 của mình. Nhưng tường bom keo hình như Heavy cũng sắp hết rồi. Bạch vẫn đang còn 5 cái tấn công xuyên qua bom keo, chờ vào M82B trong tay và vuốt đầu. Có vẻ như bên phía Butcher Sky không đỡ được. Phú Đại đã nằm thêm một lần nữa. Heavy vừa đi vừa cứu người, vừa cứu những người đồng đội của mình. Còn bây giờ Bạch đã bắt đầu đẩy lên với hai khẩu M82B trong tay. Tại sao Com, tại sao xạ thủ lại chơi tanker như thế này? Bạch vẫn đang lao vào, anh ta có khả năng đánh bằng nâu cốt rất kinh này. Uzi trong tay của Bạch đáng sợ vô cùng, tiếp tục tấn công. Phú Đại vào được thì Kim Tròn bỏ lại phía bên ngoài vòng bò, đánh phục Butcher Sky. Đạt cùng với người bạn của mình sẽ nằm. Và đó là M79 trong tay Phú Đại cuối cùng. Tìm một con đường vào bò rồi nhưng vào nhầm. Sao đây, xe vẫn còn đúng không? Có M79 nữa thì cũng đã một chút lợi thế dành cho Heavy. Nhưng đây là những góc quá khó để có thể tận dụng cổ M79 này. Và đạn đã bắt đầu xả ra quá trống trải dành cho bên phía của Heavy. Các thành viên của Butcher Sky nhằm thẳng Heavy và ấn súng liên tục. Nhưng còn chưa thấy mất thêm máu nữa thì Heavy đã có những góc để họ trốn thành công rồi. Nhưng vẫn chưa vào tới bò thì Heavy bó chỗ này là vào rồi. Chỗ này là vào rồi. Còn bắt đầu có M79 đến từ Vũ Đại. Đó là M79 chưa trúng. Nhưng cớm đêm bên kia thì đã bị vùng an toàn hạ gục rồi. Chúng ta được nhìn thấy rằng rất nhiều những người chơi đã bị bắn lúc. Không, Butcher Sky dừng luôn rồi. Butcher Sky đã dừng luôn ở vị trí thứ 4 rồi. Còn đây là chúng ta có 3 người chơi còn sống. 4 người Heavy, 3 người Gaming, 4 người đến từ Phú Quý. Heavy đang chọn Phú Quý trước. Heavy đã chọn cả V-Gaming và họ muốn chơi cả hai đội tuyển để cùng một. Chúng ta thấy sức mạnh của Heavy ở đây. Chúng ta thấy một khẩu M79 đến từ bên phía của Phú Đại. 5 điểm mà cũng đã có, chưa có bất kỳ ai nông cả. V-Gaming dừng chân ở top 3. Bây giờ là 4-3 đến từ bên phía của Heavy. Và tôi rồi, rõ ràng là một cái top 1 dành cho bên phía Heavy. Bắt đầu tốt đến từ Phú Đại. Chỉ có lại 2 người và tôi không có cái cửa nào dành cho bên phía Phú Quý ngoài cái cửa tử cả. Và Panda thậm chí đang là người muốn tanh ở đây. Vòng bò đã thua, Phú Quý gặp khó. Các thành viên của Heavy đứng trên đợi cơ hội nhưng không phải làm gì nhiều cả. Đây sẽ là một cái top 1 dành cho Heavy. Với đấu bóng khoảng 7-8 điểm ở vùng 1 người đồng không phải vấn đề. Phú Quý chỉ còn lại 2 mà thôi, vòng bò cũng không ủng hộ cho. Các thành viên Heavy đã ra ốp vào. Chúng ta thấy Bảnh một nguyên cây, Kim Tròn một nguyên cây. Thì Phú Quý không có cửa, vui nhau một cảm giác rất khó bóp dành cho Heavy. Oh my goodness. Một game đấu quá xuất sắc của Heavy, thật sự là như vậy. Từ cái quyết định đầu tiên khi mà họ gườm với V-Gaming để rồi sau đó rút lui, và sau đó là một tình huống sử dụng xe chạy thẳng vào bo chọn vị trí. Các bạn, ăn mục tiêu. Đúng rồi, đó là tốt ta.